dù đều có tên gọi là trái ác quỷ, cùng những điểm yếu như nhau, méo thể bơi lội, thậm chí nhiều người còn tin rằng tất cả chúng có cùng một nguồn gốc, nhưng Devil Fruit lại có một hệ thống phân chia level vô cùng rõ rệt. Chúng ta có những trái ác quỷ đỉnh cao nhìn vào là chảy nước miếng, ví dụ như Doan Thần Thoại, Loza hay một vài trái Paramecia siêu cấp. Ở tầng lớp thấp hơn một chút thì có Doan Cổ Đại, Paramecia Đặc Biệt, vân vân và mây mây. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ của nó, vẫn tồn tại vài trái ác quỷ dù chỉ mang danh là tầng lớp bình thường dưới đáy xã hội nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng dị thường, thậm chí có thể gọi là phi thường. Nếu sử dụng đúng cách, nó hoàn toàn có thể sánh ngang với những năng lực top server khác. Vậy anh em đã biết Xăm Soi đang nhắc đến những trái nào hay chưa? Nếu chưa thì vào like video sẽ rõ nhá. Toshitoshi no Mi. Đầu tiên là trái ác quỷ, dù được xuất hiện từ khá lâu về trước, nhưng gần đây chúng ta mới biết tên Toshitoshi no Mi của Bonnie. Ban đầu, năng lực này luôn được liệt vào hàng khó chịu bậc nhất với khả năng xuyên qua Haki và vô hiệu hóa bất kỳ đối thủ nào cùng với Hobi Hobi và Horo Horo. Tuy nhiên, đến hiện tại thì chỉ mỗi mình Toshitoshi là lọt vào video hôm nay, đơn giản vì cách sử dụng của nó đa dạng và bá đạo hơn nhiều so với hai trái còn lại. Đầu tiên là tự tác động lên tuổi tác của bản thân, không chỉ về vẻ bề ngoài mà còn dừng cả tuổi sinh học. Tức là trên lý thuyết, Bonnie hoàn toàn có thể sống bất lão nếu không bị bệnh hay bị tấn công. Khả năng thứ hai là thay đổi nhân quả, giống như cách mà cô bé từng tưởng tượng mình là Nika vậy. Điều đó là cực kỳ điên rồ nếu Bonnie kiểm soát được hoàn toàn. Thử nghĩ đến việc cô tự tưởng tượng mình là Poseidon rồi điều khiển cả vua biển xem, hơi bị kinh luôn. Cuối cùng, Toshitoshi ngoài năng lực vô hiệu hóa đối thủ bằng cách biến chúng thành trẻ con hoặc người già ra, năng lực này cũng có thể áp dụng lên đồng minh và biến những huyền thoại trở về thời đỉnh cao. Điều duy nhất chúng ta không biết là liệu khả năng này có duy trì mãi mãi hay không. Mà nếu không duy trì đi chăng nữa, chỉ cần đưa em về thanh xuân khoảng 30 phút hay 1 tiếng thôi cũng là quá đủ để những nhân vật như Dâu Trắng, Rayleigh, Gap phá đảo thế giới ảo rồi đúng không nào? Nikyu Nikyu no Mi. Hơn 38 năm trước, trong cuộc săn mất dạy của bọn Thiên Long Nhân, Nikyu Nikyu dù từng được mang ra làm phần thưởng nhưng chẳng ai thèm để ý. Đa số các nhân vật lớn đều chăm chăm vào Uo Uo no Mi, một năng lực doan thần thoại mà bỏ qua năng lực tay thú cùi bắp này. À thì cùi bắp là chúng nghĩ thế thôi, chứ trong tay Kuma, sức mạnh này chẳng khác nào sức mạnh của thần thánh và là một trong những trái ác quỷ vạn năng nhất từng xuất hiện. Theo định nghĩa, Nikyu Nikyu là trái ác quỷ có thể biến những thứ vô hình thành hữu hình. Đó là lý do tại sao Kuma có thể ép nỗi đau của người khác ra ngoài như một bong bóng. Ngoài nỗi đau ra, tất cả những gì tồn tại bên trong cơ thể một cách vô hình như trí thức, sự tự tin, thậm chí là linh hồn trên lý thuyết đều có thể bị tác động bởi Nikyu. Nếu anh em còn nhớ thì Brooke sau Time Skip từng khẳng định rằng linh hồn trong cơ thể mỗi người là vô hình và chỉ có linh hồn của ông là mang hình dạng. Tức là Brook là người duy nhất có thể chống lại đòn tấn công trích xuất linh hồn của Kuma. Còn việc tại sao từ trước đến nay chưa thấy bạo chúa đánh kiểu này thì chắc là chưa đến lúc thôi anh em ạ. Ngoài thao túng những yếu tố siêu hình ra, Nikyu còn mang đến một loạt những sức mạnh tưởng chừng thuộc về hàng chục trái ác quỷ khác nhau. Từ việc đẩy con người du hành đến bất kỳ hòn đảo nào, nén không khí, tạo ra những vụ nổ khủng khiếp cho đến dùng bàn tay gấu ngăn chặn những đòn tấn công vật lý và vô hiệu hóa nó hoàn toàn. Đâu phải tự nhiên mà năng lực này từng được Ivankov ca ngợi là bàn tay của tự do đâu đúng không anh em? Trên hết, mình thật sự muốn thấy cảnh Kuma sẽ dùng trái Nikyu ép ra toàn bộ những đau khổ mà chính ông và những nô lệ phải chịu, sau đó nhét vào mồm từng thằng Thiên Long Nhân một. Nếu Oda làm như thế thì phân cảnh này thật sự sẽ trở thành một trong những cảnh thỏa mãn nhất One Piece nói riêng và cả vũ trụ manga anime nói chung luôn đấy. Trái ác quỷ của Chopper. Thuyền trưởng Xăm Soi và cũng như rất nhiều anh em ở đây chắc hẳn đều từng trêu chọc trái ác quỷ của chủ tịch Chopper là Doan người bình thường. Cơ mà điều đó chỉ là nói cho vui mà thôi, còn thực ra sức mạnh của nó lại chắc chắn nằm trong top những trái Doan mạnh nhất, thậm chí là vượt qua cả Doan cổ đại. Anh em thử nghĩ mà xem, ban đầu Chopper chỉ là một con tuần lộc không hơn không kém. Sau khi ăn trái ác quỷ ấy không lâu, cậu lập tức sở hữu trí thông minh còn cao hơn cả 99% con người trên thế giới. Từ việc học bác sĩ cho đến trở thành một nhà nghiên cứu y dược đại tài, thậm chí là nắm rõ DNA của đám virus mà Queen mất hàng chục năm nghiên cứu chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng. Người xưa có câu, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Đầu óc mà phát triển thì tứ chi lại ngu si, tức là giữa thể chất và thông minh chỉ có thể chọn một thứ làm điểm mạnh. Riêng chủ tịch nhà ta thì chọn cả hai.
Với năng lực Doan ấy, cậu có thể biến hình không chỉ 3 mà 7 dạng cơ bản. Đồng ý rằng ban đầu cần sự thúc đẩy của Rumble Ball, nhưng sau Time Skip thì đã có thể biến hình tự do rồi. Ở trạng thái tối thượng, Master Point, chủ tịch có thể trâu bò đến mức cản được cả đòn tấn công của Big Mom, điều chỉ có những kẻ sở hữu Doan thần thoại hoặc Haki siêu khủng mới làm được. Nhìn chung, trái Hito Hito này đã biến Chopper từ một con tuần lộc bình thường trở thành một siêu nhân hoàn hảo về mọi mặt. Nếu xét về khả năng tấn công, nó có thể không bằng so với những siêu năng lực mà Doan thần thoại mang lại. Nhưng nếu xét về tổng thể tất cả mọi mặt thì đến cả Nika cũng không so sánh được. Cũng vì những điều ấy, rất nhiều fan One Piece luôn tin rằng Hito Hito của chủ tịch là một trái Doan thần thoại giống như ba trái Hito khác. Cơ mà trước khi điều ấy bị sáng tỏ thì đây vẫn là một trái ác quỷ hệ thường top server và xứng đáng có mặt trong video hôm nay. Mato Mato no Mi. Để hủy diệt một hòn đảo trong One Piece, chúng ta cần phải có một trái ác quỷ top đầu như Gura Gura, Haki Bá Vương kinh thiên động địa, hoặc chí ít cũng cần siêu vũ khí như hỏa mẫu hay vũ khí cổ đại. Nhưng liệu anh em đã bao giờ nghĩ một trái ác quỷ bình thường lại đủ sức làm được điều đó chỉ trong một chiêu duy nhất hay không? Đúng rồi, thứ mình đang nhắc đến chính là Mato Mato no Mi, năng lực nhắm bắn trong tay Van der Decken. Cụ thể thì trái ác quỷ này có hai tác dụng chính. Tác dụng đầu tiên là khóa và ném bất cứ thứ gì vào mục tiêu với tỷ lệ trúng 100% trừ khi bị chặn bởi vật cản. Nhưng thứ giúp nó góp mặt trong video ngày hôm nay lại là tác dụng thứ hai, chính là thứ tác dụng giúp cho Decken có thể ném bất cứ thứ gì mà không cần phải có thể chất tương đương. Tại đảo Người Cá, thứ sức mạnh khủng khiếp này từng được thể hiện một lần khi Decken đã ném cả con tàu Noah nặng hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn tấn, xém tí nữa đã tiễn toàn bộ người dân về với Bình Dương vô tận. Nên nhớ rằng con tàu Noah là một trong những thứ to lớn và nặng nhất One Piece, đến mức vài con vua biển hợp sức lại mới có thể kéo được nó. Thế mà chỉ với một trái ác quỷ bình thường như Mato, Decken lại có thể làm được việc khủng khiếp này đấy anh em ạ. Ngoài Noah ra, nếu muốn khứa này cũng có thể áp dụng cách tương tự với bất kỳ loại vật thể siêu nặng nào như tượng cá Pika này, vua biển này, San Juan Uf này, thậm chí biết đâu hắn còn ném được cả con voi Junesha luôn không chừng. Tóm cái váy lại, năng lực này dường như là hiện thân của những vũ khí cổ đại với tiềm năng chẳng thua kém gì Gura Gura. Trái ác quỷ bá đạo thế mà lại rơi vào tay thằng phế vật suốt ngày chỉ biết dùng để đe dọa con gái nhà lành. Thật là một sự lãng phí không hề nhẹ đấy. Kibi Kibi no Mi. Dù con người là sinh vật làm chủ thế giới trong One Piece, nhưng tiềm lực của họ lại không thể so được với những quái vật khổng lồ trong tự nhiên. Chắc hẳn anh em vẫn còn nhớ, chỉ trong một hòn đảo nhỏ tại vành đai tĩnh lặng thôi, Rayleigh đã nói rằng có đến khoảng 500 loài dã thú mạnh hơn Luffy thời điểm 300 triệu. Thậm chí một vài siêu sinh vật đứng trên đỉnh thức ăn còn có thể mạnh hơn cả đô đốc hải quân, ví dụ như Junesha hay vua biển. Tóm lại, xét về cả số lượng lẫn chất lượng, đám này đều vô cùng kinh khủng khiếp. Và nếu có người làm chủ được một phần nhỏ trong chúng thôi, cũng đủ để sánh ngang với uy lực của một vũ khí cổ đại. Thú vị thay, thứ sức mạnh điên rồ ấy lại rơi vào tay một cô bé ở Wano, không ai khác ngoài Otama. Theo những gì được thể hiện, chỉ về thể chất và sức chịu đựng của một cô bé 8 tuổi thôi, lượng Kibi Dango có thể được tạo ra lên đến hàng ngàn, đồng nghĩa với việc hàng ngàn con vật cực mạnh sẽ bị thuần hóa và phục tùng vô điều kiện trong một khoảng thời gian nhất định. Dù không phục tùng vĩnh viễn, nhưng nhiều ấy là quá đủ để tham gia một, thậm chí là một vài trận chiến rồi anh em ạ. Xét về sức mạnh, như đã nói ở bên trên, thì tân thế giới tồn tại rất nhiều sinh vật mạnh khủng khiếp hơn hẳn mặt bằng chung của con người. Chỉ cần làm chủ được 500 con như vậy thôi, việc đánh sập cả một quốc gia có thể gọi là dễ như ăn bánh. À thì trừ bánh xe ra anh em nhá. Đỉnh cao nhất trên lý thuyết thì Kibi Kibi cũng sẽ có tác dụng lên cả những sinh vật huyền thoại của thế giới như Junesha, Nola hay Vua Biển. Chỉ cần chúng là động vật thì đều bị tác động. Cũng may Oda đã không để năng lực này thuần phục người ăn trái Doan, không thì Kaido, Luffy, Ngũ Lão Tinh các kiểu khóc tiếng Thái luôn. Wapu Wapu no Mi. Trong những trái ác quỷ mà băng dâu đen sở hữu, có thể nhiều người sẽ ấn tượng nhất sức mạnh tàn hình hoặc sức mạnh đồng hóa hòn đảo, nhưng cá nhân xăm soi lại nhận thấy rằng Wapu Wapu mới thực sự là năng lực bá đạo nhất, dù chỉ gắn mác một trái ác quỷ bình thường. Với sức mạnh này, Van Auger có thể teleport một cách ngay lập tức trong phạm vi cố định xung quanh. Lưu ý rằng đây là dịch chuyển tức thời hoặc có thể nói cách khác là tốc biến. Nó ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với Gear 2 của Luffy, Soru của lục thức hay bất kỳ cách di chuyển nào của các nhân vật lớn. Và trên thế giới này, chỉ có duy nhất Haki quan sát thấu thị tương lai mới chống được sức mạnh của Wapu mà thôi. Không dừng lại ở đó, Van Auger còn có thể mang theo đồng đội dịch chuyển tức thời.
Chúng ta đã thấy hắn làm điều ấy vô số lần với các thuyền viên của Teach và cũng vì sự tiện dụng này trong tất cả những chiến dịch quan trọng như đảo bánh hay Egghead gần đây đều cần phải có sự góp mặt của Auger. Trên tất cả, vì bản chất của nó là dịch chuyển cho nên những giới hạn về địa lý sẽ không thể khắc chế được Wapu Wapu. Để cho dễ hiểu thì nếu Van Auger xuất hiện tại Dressrosa, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi lồng chim mà không tốn một giọt mồ hôi. Tương tự như vậy, đối với những thứ giới hạn khác như nhà giam đá biển, trừ khi bị dính còng đá biển thì mới chịu thua thôi, còn tất cả những thứ còn lại, tuổi con tôm với Wapu Wapu anh em ạ. Tama Tama no Mi. Và cuối cùng trong video hôm nay, năng lực Tama Tama no Mi, trái doan nghe thì tưởng chừng không mạnh nhưng lại mạnh không tưởng. Cụ thể thì hình dạng doan này là doan trứng và đương nhiên một quả trứng thì làm gì có khả năng chiến đấu. Tuy nhiên nó lại mang đến nhiều bất ngờ hơn bất kỳ trái doan nào khác. Đầu tiên là khả năng tiến gần đến sự bất tử khi mà Tamago liên tục tiến hóa theo một chu trình phát triển của trứng gà. Bất cứ lần nào hắn ngòm củ tỏi là lại tái sinh với một hình thái khác và sở hữu sức mạnh cũng hoàn toàn khác. Nếu anh em có xem One Punch Man thì sức mạnh Tamago cũng tương tự như Phoenix Man vậy đấy. Có điều một kẻ là trứng, một kẻ là phượng hoàng mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, mình chỉ đề cập đến việc gần như bất tử chứ không hề nói Tamago sẽ bất tử. Bởi vì hắn vẫn có một cách để chết, đó là khi lòng đỏ bị phá hủy. Nghe thì dễ nhưng mà kẻ làm được việc đó chỉ có thể là những kẻ mạnh hơn Tamago gấp hàng chục lần mà thôi. Anh em cứ xem lại trận chiến đảo bánh là sẽ rõ nhá. Và rồi, năng lực con gà và quả trứng cũng đã khép lại video hôm nay. Mọi người có còn biết trái ác quỷ nào luôn bị xem là bình thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng hay không? Để lại comment bên dưới nhá. Giờ ta đi tìm 3 bạn may mắn thôi. Đầu tiên là bạn Alone Ark. Sợ không tin nhưng mà coi kênh xăm soi 4 năm rồi. Siêu fan cứng là đây chứ đâu. Để chứng minh sự tin thì mình sẽ bế bạn lên TV nhá. Bạn Rosie Hee. Nếu một cô gái nào đó đánh mẹ của Sanji thì ảnh có đánh lại không nhở? Bạn nói là mình cũng phải thắc mắc thật đấy. Theo lẽ thường là phải đánh nhưng Sanji thì chắc là không rồi. Bạn Trần Thảo Vi. Anh làm video về liên minh băng dâu trắng và băng Roger, cả hai băng ở thời kỳ đỉnh cao với hải quân, có 5 đô đốc đi anh ơi, 8 lần rồi, em xin anh mà, em sẽ like và đăng ký cho anh, em xin anh mà. Quất luôn bạn ơi, xăm soi sẽ tìm hiểu và lên video sớm nhất có thể, nhớ đón xem nhé. Với chương trình tặng bộ ảnh nền điện thoại cực chất, bạn nào mà muốn dinh nó về thì hãy bình luận mail bên dưới để thuyền trưởng xăm soi gửi tặng bạn nhé. Mãi yêu anh em. Cuối cùng, nếu anh em thích video hôm nay và muốn ủng hộ xăm soi về mặt tinh thần để tiếp tục phục vụ mọi người, đừng quên ấn một like, một đăng ký kênh trước khi rời đi nhé. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở những video sau.